Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, thứ ba ngày mùng 3 tháng 3 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có công điện khẩn về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống bệnh dịch COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 họp tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Hơn 500 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp. Thành phố Hưng Yên chậm xử lý các vi phạm theo kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Xe quá khổ quá tải hoành hành trên đường 384, huyện Khoái Châu. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công điện khẩn số 405 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống bệnh dịch COVID-19 gửi thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, nội dung như sau. Những ngày gần đây, tình hình bệnh dịch COVID-19 có những diễn biến mới rất phức tạp và khó lường. 60 quốc gia và vùng lãnh thổ được ghi nhận có dịch với số ca nhiễm và tử vong ngày càng tăng cao, đặc biệt là bên ngoài Trung Quốc. Nhằm tiếp tục ứng phó với tình hình bệnh dịch kịp thời, chủ động hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng chống bệnh dịch. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, phải coi công tác phòng chống bệnh dịch là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức và mọi cá nhân. Thường xuyên cập nhật tình hình, rà soát và kịp thời bổ sung các giải pháp phù hợp với diễn biến tình hình bệnh dịch trên tinh thần chống dịch như chống giặc, phòng dịch như chống dịch, kỷ cương, quyết liệt, trách nhiệm, bình tĩnh, hiệu quả và phương châm 4 tại chỗ. Giao Giám đốc Sở Y tế là người phát ngôn chính thức về công tác phòng chống bệnh dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Về cập nhật tổng hợp thông tin người có nguy cơ nhiễm bệnh, hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở, trưởng các thôn khu phố vào cuộc phát động toàn dân, phản ánh kịp thời với Ủy ban nhân dân, trạm y tế cấp xã, các đối tượng từ vùng có dịch trong nước và ngoài nước về địa bàn cư trú để ngành y tế phân loại, thu dung, cách ly theo quy định. Công an tỉnh chủ trì tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, kịp thời chỉ đạo công an cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm rà soát, nắm chắc và kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin những người đến từ hoặc đã đi qua vùng có dịch ở nước ngoài, Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Iran và các nước khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đến hoặc lưu trú tại tỉnh trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam và từ các vùng dịch ở trong nước gửi Sở Y tế trước 16 giờ hàng ngày. Ủy ban nhân dân, ban chỉ đạo cấp huyện quán triệt chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, trưởng thôn khu phố, bí thư chi bộ tập trung theo dõi nắm tình hình, thống kê, cập nhật các đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh, đặc biệt là các đối tượng từ vùng dịch ở nước ngoài về địa bàn, đảm bảo đầy đủ thông tin, báo cáo Ủy ban nhân dân và ban chỉ đạo cấp huyện trước 15 giờ hàng ngày, chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu để sót các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm làm lây lan bệnh dịch trong cộng đồng. Sở Y tế tổng hợp rà soát phân loại đối tượng nguy cơ nhiễm bệnh mới theo địa bàn, gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân, ban chỉ đạo trung tâm y tế cấp huyện trước 17 giờ để triển khai thu dung, cách ly, giám sát sức khỏe theo quy định của ngành y tế và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Về công tác thu dung, theo dõi sức khỏe và cách ly người có nguy cơ, các cơ quan đơn vị địa phương chủ động phối hợp thực hiện tốt nguyên tắc phòng chống dịch, phát hiện sớm đầy đủ, bao vây, khoanh vùng, phân loại, cách ly chặt chẽ, triệt để và thu dung điều trị kịp thời, hiệu quả và phương châm 4 tại chỗ. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nghiêm, quyết liệt việc cách ly tập trung bắt buộc đối với các đối tượng về từ vùng dịch ở nước ngoài theo quy định, áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định pháp luật khi cần thiết, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an cấp huyện, cấp xã bố trí một tổ công tác thường trực 24/24 giờ tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế để đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ cần thiết khác từ ngày 2 tháng 3 năm 2020. Sở Y tế hướng dẫn các cơ quan đơn vị địa phương, các cơ sở y tế tổ chức cách ly người về từ vùng dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế,
ban hành quy trình phân loại giám sát chủ động, theo dõi sức khỏe và cách ly đối với người mắc, nghi ngờ mắc bệnh, đối tượng tiếp xúc gần tại các cơ sở y tế, nơi ở, nơi lưu trú đúng quy định, hướng dẫn các cơ sở y tế, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp, người dân thực hiện việc cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở lưu trú, gia đình, nơi làm việc đúng quy trình, quy định của ngành y tế. Rà soát chỉ đạo thực hiện tốt việc cách ly điều trị tại các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ điều trị cách ly, không được để lây nhiễm chéo. Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo cấp huyện cấp xã chỉ đạo và chịu trách nhiệm thống kê tập hợp đầy đủ, kịp thời các đối tượng phải cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế và đảm bảo thực hiện quy trình cách ly tại nhà, nơi cư trú, không được để xảy ra việc bỏ sót đối tượng phải cách ly hoặc để đối tượng trốn khỏi nơi cách ly bắt buộc, các biện pháp phòng chống dịch đúng quy định hiệu quả, tránh lây lan tại cộng đồng. Về bố trí cơ sở và tổ chức cách ly tập trung, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Y tế các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ cách ly tập trung, đảm bảo tuân thủ triệt để chặt chẽ, đúng quy trình của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng theo từng cấp độ nguy cơ nhiễm bệnh, không để lây nhiễm chéo tại cơ sở cách ly tập trung, tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổ chức các cơ sở cách ly tập trung tiếp theo và phương án bệnh viện dã chiến đáp ứng nhiệm vụ phòng chống dịch. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, các đơn vị liên quan vận động kêu gọi các tổ chức tôn giáo, chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh, ủng hộ việc hạn chế các hoạt động tập trung đông người để đảm bảo phòng chống bệnh dịch cho cộng đồng, khuyến cáo mọi người dân hạn chế các hoạt động tập trung đông người, hoạt động du lịch đến các vùng có dịch và thực hiện đeo khẩu trang khi đến nơi đông người. Các cấp các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các cơ quan tổ chức đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân hiểu rõ nguy cơ tác hại của dịch bệnh. Nếu để sai sót một chi tiết nhỏ, thiếu trách nhiệm thờ ơ buông lỏng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, vận động tích cực tham gia đóng góp ủng hộ khẩu trang, dung dịch khử trùng, nước diệt khuẩn, thiết bị đo nhiệt độ, xà phòng, các vật tư y tế cần thiết khác phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, nhất là cho các trường học, đảm bảo công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất. Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch ưu tiên bố trí ngân sách sửa chữa, xây mới nhà vệ sinh tại các trường học trên địa bàn, quản lý, đảm bảo khu vệ sinh sạch sẽ, đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường trước khi học sinh đi học trở lại. Về chế độ báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm chế độ báo cáo gửi Sở Y tế, cơ quan thường trực trước 16 giờ hàng ngày. Sở Y tế thực hiện việc báo cáo các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trước 17 giờ hàng ngày và đột xuất khi có yêu cầu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cũng đã tổ chức họp tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị, cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh. Tính đến 17 giờ ngày 3 tháng 3, tỉnh ta chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nào. Công tác thu dung, cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo an toàn cho cán bộ và nhân viên y tế. Đến nay, tổng số có 56 trường hợp phải cách ly, trong đó có 23 ca đã kết thúc cách ly, 33 ca đang cách ly tại các cơ sở y tế. Công tác theo dõi giám sát sức khỏe tại cộng đồng được thực hiện nghiêm túc. Đến ngày 2 tháng 3, toàn tỉnh theo dõi giám sát tại nhà và nơi làm việc là 439 trường hợp. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các ngành tiếp tục phối hợp làm tốt công tác bảo đảm các điều kiện an toàn khi học sinh đi học trở lại, tổ chức tiếp nhận các công dân từ Hàn Quốc về khu cách ly của tỉnh đảm bảo an toàn, phát hiện sớm, khoanh vùng dập dịch kịp thời, tăng cường quản lý dân cư ở khu dân cư, phát huy vai trò của cấp ủy, các chi hội đoàn thể ở cơ sở, tới công an viên và y tế thôn để nắm chặt chẽ di biến động của các đối tượng, phát hiện đối tượng có nguy cơ mắc bệnh để kịp thời giám sát, cách ly, ngăn chặn lây lan trong cộng đồng. Tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về công tác phòng chống dịch bệnh, củng cố hệ thống y tế cơ sở, xử lý nhanh các tình huống có thể phát sinh, bảo đảm hậu cần tốt để chống dịch, tiếp tục chủ động xây dựng phương án thành lập khu cách ly cơ sở 2. Thời gian qua, các doanh nghiệp tại huyện Ân Thi đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm bảo đảm sức khỏe cho người lao động yên tâm làm việc.
Với quan điểm không chủ quan lơ là với dịch bệnh, công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc dệt kim Smart Việt Nam có trụ sở tại xã Phù Ủng thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là việc theo dõi chặt chẽ sức khỏe của 14 người nước ngoài, chiếm phần lớn là người Trung Quốc đang làm việc tại công ty. Ngay các chốt cổng bảo vệ, tất cả các khách vào, cán bộ công nhân viên vào nhà máy đều được kiểm tra thân nhiệt, đặc biệt đối với tất cả các quản lý người nước ngoài và về nhà máy là phải cách ly 14 ngày theo đúng quy định, kiểm tra thân nhiệt hàng ngày. Sau một tuần nghỉ làm, do công ty thiếu nguyên liệu, từ ngày 2 tháng 3, 80% công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Formed Việt Nam, thị trấn Ân Thi quay trở lại làm việc. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, công ty đã áp dụng nhiều biện pháp phòng dịch, trong đó thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu thăm hỏi sức khỏe của người lao động. Bộ phận y tế hàng ngày đi các bộ phận kiểm tra từ 1 đến 2 lần. Biện pháp phòng dịch của người Hàn Quốc làm việc tại nhà máy cũng đo thân nhiệt hoặc đeo khẩu trang, hoặc xịt sát khuẩn khô hàng ngày. Bên cạnh các công ty có người nước ngoài đang làm việc, gần 200 doanh nghiệp trong nước đầu tư trên địa bàn huyện cũng đang áp dụng tích cực các biện pháp phòng dịch hiệu quả. Công ty chúng tôi áp dụng nước sát trùng, khẩu trang phát cho công nhân viên và vệ sinh nhà xưởng, máy móc. Đối với cán bộ nhân viên và đối với khách đến công ty thì đều được kiểm tra thân nhiệt, đồng thời là tổ chức phun khử trùng toàn bộ khu vực bên trong và bên ngoài nhà máy. Khi vào xưởng ấy thì là được vệ sinh rửa tay sạch sẽ. Đấy, xong là khẩu trang thì đeo thường xuyên và công nhân rất là yên tâm. Hiện nay tất cả các công ty đều quản lý chặt chẽ và hạn chế người và phương tiện ra vào tiếp xúc với người lao động. Đối với khách hàng, đặc biệt là người nước ngoài, các công ty lựa chọn giải pháp tăng cường trao đổi, đàm phán hợp đồng thông qua thư điện tử và các ứng dụng công nghệ khác nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Nhờ thực hiện các biện pháp phòng dịch có hiệu quả, đến nay người lao động trong các doanh nghiệp tại huyện Ân Thi đều có sức khỏe tốt, yên tâm làm việc. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, với mục đích hỗ trợ lao động nông thôn có việc làm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, vừa qua Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch số 22 ngày 21 tháng 2 năm 2020 về hỗ trợ lao động nông thôn học nghề năm 2020. Theo đó, trong năm nay, toàn tỉnh sẽ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và ngắn hạn cho 750 lao động nông thôn. Tỉnh sẽ ưu tiên đào tạo nghề cho các nhóm đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất, người thuộc hộ cận nghèo, lao động nữ bị mất việc làm. Hoạt động này đảm bảo gắn kết với doanh nghiệp cơ sở sản xuất để trên 90% số lao động nông thôn sau khi học nghề có việc làm, số còn lại tự tạo việc làm tại địa phương gia đình. Lĩnh vực đào tạo tập trung vào các nghề truyền thống như trồng cây nông nghiệp, chăn nuôi gia súc gia cầm và các nghề phù hợp với nhu cầu thị trường. Trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có hai cụm công nghiệp được thành lập mới là Minh Hải 1, huyện Văn Lâm và Quảng Lãng, Đặng Lễ, huyện Ân Thi. Đến nay toàn tỉnh đã có 33 cụm công nghiệp được quy hoạch và xây dựng. Các cụm công nghiệp thu hút được 535 dự án vào đầu tư, trong đó có 5 cụm công nghiệp đạt tỷ lệ lấp đầy 100% là Minh Khai 1 và 2, Chỉ Đạo, Đại Đồng, Tân Dân, Lương Bằng, Hiệp Cường. Hai cụm đạt tỷ lệ lấp đầy từ 50 đến 80% diện tích là cụm công nghiệp Sạch Văn Giang và Tân Tiến. Tuy nhiên, có 6 cụm công nghiệp mới chỉ đạt tỷ lệ 30% diện tích doanh nghiệp đầu tư. Hiện nay, Sở Công Thương đã thẩm định trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định thành lập 8 cụm công nghiệp mới. Các địa phương cũng đang tích cực tìm nhà đầu tư để xây dựng đồng bộ hạ tầng các cụm công nghiệp. Cùng với hình thành phát triển các khu công nghiệp tập trung, các cụm công nghiệp đã góp phần hạn chế các dự án rời lẻ thiếu đồng bộ và gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hưng Yên vừa ban hành văn bản yêu cầu các ngân hàng, quỹ tín dụng trên địa bàn triển khai các giải pháp. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hưng Yên đề nghị các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là những ngành lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng nhiều như du lịch, nông nghiệp xuất khẩu, rà soát thống kê dư nợ vay bị thiệt hại để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.
việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ phải đảm bảo được thực hiện trên cơ sở đề nghị của khách hàng và đánh giá của tổ chức tín dụng về mức độ thiệt hại, ảnh hưởng khả năng tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Hiện một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh như ngân hàng BIDV chi nhánh Hưng Yên cũng đang thực hiện gói tín dụng ngắn hạn hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Với gói này, ngân hàng thực hiện giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1% mỗi năm đối với khoản vay bằng Việt Nam đồng và 0,5% mỗi năm với đô la Mỹ. Ngân hàng Sacombank triển khai nguồn vốn ưu đãi với lãi suất giảm mạnh đến 2% một năm cho khách hàng cá nhân doanh nghiệp vay phục vụ sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Vietcombank, Vietinbank cũng đưa ra các gói tín dụng ưu đãi và giảm lãi suất cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Do gặp nhiều vướng mắc và còn lúng túng trong việc xử lý các hộ vi phạm, nên đến nay, trên địa bàn thành phố Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều điểm vi phạm theo kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó, vi phạm chủ yếu là xây dựng công trình nhà ở trên đất nông nghiệp. Đến nay, xã Phương Triệu mới xử lý được 5 trường hợp vi phạm xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp. Hiện vẫn tồn tại 45 trường hợp vi phạm. Điển hình nhất là gia đình chị Lều Thị Thủy, thôn Phương Thông, lợi dụng việc chuyển đổi gần một mẫu đất thuồng Vũng sang trồng cây ăn quả. Từ năm 2000, gia đình đã tự ý xây dựng nhà cửa và chuồng trại trên diện tích đất nông nghiệp. Và dù biết là vi phạm, nhưng gia đình vẫn chưa tháo dỡ. Tôi ra đây tôi làm cái nhà ở là tôi làm cái lều rách, xong dần dần tôi mới xây nhà. Tôi biết là vi phạm nên là chỉ xây bé bé thôi chứ không dám xây to. Từ năm 2000 trở về trước, xã Tân Hưng đồng loạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng cây ăn quả. Lợi dụng chính sách dồn thừa đổi ruộng, nhiều hộ dân đã xây dựng nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi. Thời điểm vi phạm nhiều nhất là 53 hộ vi phạm và đến nay xã mới giải quyết được 5 trường hợp. Các trường hợp còn lại, xã vẫn đang tiếp tục vận động tuyên truyền các hộ mà chưa tổ chức cưỡng chế được trường hợp vi phạm nào. Nhà này thì mình xây từ năm 2004. Chính quyền có nhắc nhở, biết là làm ra cái chỗ đất này là nó cũng sai. Cái khó khăn thứ nhất là cái mà những hộ vi phạm từ những năm 90, đặc biệt là lại sát xen kẹp những khu dân cư. Đến thời điểm này, thành phố mới giải tỏa được trên 82 trường hợp vi phạm, hiện còn 881 trường hợp và là địa phương giải quyết các điểm vi phạm chậm nhất tỉnh. Nguyên nhân là do các địa phương còn nể nang, né tránh, chưa thực sự vào cuộc giải quyết dứt điểm các trường hợp trên. Tồn tại nhiều phải kể đến phường Lam Sơn hiện còn 191 trường hợp, xã Liên Phương 81 trường hợp, xã Trung Nghĩa 71 trường hợp. Vi phạm chủ yếu là xây dựng nhà ở, nhà tạm, nhà xưởng, chuồng trại chăn nuôi, công trình trên đất nông nghiệp. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của nhân dân những năm qua, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi đã tích cực huy động sự vào cuộc của nhân dân, hoàn thiện hệ thống giao thông với 100% đường thôn xóm và trục chính nội đồng được bê tông cứng hóa. Trước đây, các tuyến đường giao thông nội đồng của xã đều là đường đất lầy lội. Bà con gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, sản xuất và vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, cùng với nguồn ngân sách xã đã huy động nhân dân đóng góp xây dựng 8 tuyến đường nội đồng với tổng chiều dài gần 5 km. Tổng kinh phí xây dựng trên 4 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 1,5 tỷ đồng. Các tuyến đường đều đảm bảo kết cấu vững chắc, rộng từ 4 đến 6 mét, dày từ 20 đến 30 cm. Ngoài ra, hơn 20 km đường ra đồng sản xuất của xã cũng đảm bảo cứng hóa, độ cao so với mặt ruộng đạt từ 0,5 đến 0,7 mét. Nhờ đó, hạ tầng giao thông nông thôn ở xã Bãi Sậy đã cơ bản hoàn thiện, tạo đà phát triển kinh tế cho địa phương. Nhiều năm nay, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động đã thành lập nhiều tổ tự quản hoạt động hiệu quả, góp phần vào giảm thiểu mâu thuẫn, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu dân cư. Hiện xã Ngọc Thanh đã xây dựng được 4 tổ tự quản về an ninh trật tự ở 4 khu dân cư. Với vai trò là cán bộ cơ sở, thành viên của tổ đã phối hợp với công an viên của xã nắm bắt tình hình tại địa phương, tuyên truyền hiệu quả việc phòng chống tội phạm, đấu tranh phòng ngừa các tệ nạn xã hội. Nhờ đó, nhiều năm trở lại đây, trên địa bàn xã không phát sinh tai tệ nạn, không có trọng án xảy ra. Anh em hoạt động trong 10 năm nay rồi, bản thân chúng tôi là tự nguyện thôi, không có cái vấn đề gì là lợi ích cá nhân.
tổ tự quản về môi trường khu dân cư Phượng Lâu có 4 thành viên tham gia. Cứ một tuần 2 ngày, các thành viên thu gom rác thải trong thôn. Mức trợ cấp cho công việc không nhiều, nhưng ý thức được việc làm có đóng góp quan trọng đối với đảm bảo vệ sinh môi trường khu dân cư, nên ai cũng nhiệt tình tâm huyết. Thành viên nào cũng tâm huyết về trách nhiệm, về ý thức hoạt động đúng ngày, đúng điểm để đảm bảo vệ sinh khu dân cư. Tổ tự quản ở địa phương thì có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã. Thì trong những năm qua mà sau khi các tổ tự quản được thành lập, đường làng ngõ xóm là rất là sạch sẽ, tình hình tai nạn xã hội cũng giảm hẳn. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của khu dân cư, ý thức tự quản còn được thể hiện qua nhiều hình thức như tổ hòa giải, tổ tự quản về kinh tế. Từ việc chú trọng xây dựng tổ tự quản đã góp phần nâng cao ý thức tự quản của người dân ở mỗi khu dân cư, giúp Ngọc Thanh hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh trật tự được đảm bảo, môi trường luôn xanh, sạch đẹp. Tình trạng xe quá khổ, quá tải thời gian gần đây lại tái diễn trên tuyến đường 384, từ đê tả sông Hồng về ngã tư Bồ Thời, xã Hồng Tiến, huyện Khoai Châu, gây hư hỏng đường và bức xúc trong nhân dân. Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút buổi trưa ngày 2 tháng 3 năm 2020, trên tuyến đường 384, chúng tôi đã ghi hình được từng đoàn xe hàng chục chiếc nối đuôi nhau, chất hàng hóa quá tải, lưu thông trên đường. Những chiếc xe đổ sộ không chỉ chở quá tải trọng mà còn cơi nới thành thùng để chở hàng cho nhiều. Đường 384 mới làm chưa lâu, nhưng nhiều đoạn đã bị xe quá tải băm nát, tạo thành những thùng vũng, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Cầu Vân Trì có biển cấm xe chở quá tải 17 tấn, nhưng từng đoàn xe chở quá tải vẫn vô tư băng qua. Khi biết chúng tôi ghi hình, nhiều xe đã dừng lại và lùi lại phía sau để né tránh. Xe đây chạy cứ rầm rập suốt ngày đêm. Mà xe cát thì cực kỳ là nhiều. Thế còn chúng tôi ở đây thì bụi bậm suốt ngày, hít bụi đi lại thế này, khó sợ mà xe đông. Buổi chiều với buổi sáng là người các trẻ con với người lớn đi sang đường không sang được. Xe rất là nhiều luôn, bây giờ cái xe nó trọng tải nó lắc. Bây giờ đường nó hỏng, bây giờ ổ voi ở chuột ở kia liên tục người ta lạn. Tối hôm qua người ta lạn lăn quăng ở đây ngã. Nhưng hôm nọ người gần chết ấy. Đấy mà rất là sâu, hôm nào mưa mênh mông nước. Trước tình trạng trên, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh và lực lượng cảnh sát giao thông huyện Khoái Châu có biện pháp ngăn chặn, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm để bảo vệ cơ sở hạ tầng và không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.